Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của chúng tôi, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất. Thưa quý vị, ngay trước tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron về việc đưa quân đội NATO tới Ukraine, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã hé lộ rằng lãnh đạo một số nước thành viên NATO sau cánh cửa đóng kín đã bắt đầu thảo luận nghiêm túc về khả năng đưa quân vào lãnh thổ Ukraine với mục tiêu là gửi một tín hiệu rất rõ ràng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông ấy sẽ không thắng. Ông Fico, người từ lâu đã phản đối viện trợ quân sự cho Kiev, không nêu chi tiết liên quan tới việc một số quốc gia phương Tây có thể gửi quân tới Ukraine. Ông Fico phát biểu trên sóng truyền hình: "Tôi sẽ kiềm chế bản thân mình để nói rằng những luận điểm này ám chỉ một số quốc gia thành viên NATO và EU đang xem xét việc họ sẽ gửi quân tới Ukraine trên cơ sở song phương." Ông thừa nhận nguy cơ xung đột leo thang quy mô lớn ở Ukraine, nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Trong khi đó, Điện Kremlin đã cảnh báo rằng nếu NATO gửi quân tham chiến, một cuộc xung đột trực tiếp giữa liên minh này và Nga sẽ là điều khó tránh khỏi. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng động thái như vậy sẽ có nguy cơ gây ra xung đột hạt nhân toàn cầu. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngay lập tức cố gắng xoa dịu căng thẳng chính trị ở châu Âu sau tuyên bố của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Slovakia. Ông trấn an dư luận đang sôi sục khi nói, hoàn toàn không có những quyết định như vậy. Cả hai nhà lãnh đạo Pháp và Slovakia đều không nói về các quyết định đã có sẵn của NATO dưới dạng nghị định, mệnh lệnh và chỉ thị chi tiết, nhưng rõ ràng là những phương án như thế này dường như đã được các nhà lãnh đạo phương Tây thảo luận. Và nếu vậy trong tương lai gần, như người ta nói, các lựa chọn đều có thể xảy ra. Sau khi khu vực kiên cố mạnh nhất ở Avdiivka thất thủ, hóa ra trái với sự đảm bảo của Kiev, lực lượng Ukraine chưa thiết lập bất kỳ công trình phòng thủ nghiêm túc nào ở phía tây của thành phố này. Nói chính xác là họ không kịp. Điều đó thể hiện rõ ràng qua hình ảnh vệ tinh về hoạt động quân sự đã được phương Tây công bố. Các chiến hào được đào vội vã một cách hỗn loạn và thiếu hệ thống ở đây đó trên các cánh đồng, không có bãi mìn, không có hầm bê tông hay nơi trú ẩn kiên cố cho binh lính. Do đó, các đơn vị lớn nhỏ của Ukraine vốn đang mất tinh thần chiến đấu sau khi nhanh chóng rút khỏi Avdiivka, thiếu nơi để bám vào các tuyến phòng thủ trung gian vốn chỉ tồn tại trên bản đồ của Bộ Tổng tham mưu. Kết quả là mỗi ngày càng có nhiều cái tên mới của các thị trấn, làng, ấp nhỏ xuất hiện trong các báo cáo của cả hai bên nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Thực tế, không chỉ phía tây Avdiivka, mà gần như toàn tuyến phòng ngự mà Kiev và Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố là họ xây dựng tuyến phòng thủ giống như trận đồ Surovikin kiểu Nga để thực hiện chiến lược phòng ngự tiêu hao quân Nga cũng chưa hình thành rõ nét. Yuri Lutsenko, người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine, từng phục vụ ở mặt trận với tư cách chỉ huy một trung đội UAV tấn công, đã trở về Kiev từ hướng Odessa và chia sẻ ấn tượng của mình về diện mạo của các công sự ở Ukraine hiện nay trên đường từ Kherson đến Odessa với người xem kênh Priyamoy. Ông nói, "Đây, tôi đang đi từ Nikolaev đến Kherson. Bên phải là một phép lạ được gọi là tuyến phòng thủ. Chỉ cần một chiếc máy xúc đào hào xuyên suốt cánh đồng đến tận chân trời. Chỉ có một vấn đề, đất đang đổ về phía chúng ta và răng rồng đang hướng về phía Nga. Tôi hiểu rằng ai đó đã phạm sai lầm. Nhưng điều này đã xảy ra được vài tuần rồi. Như người ta nói, và đâu là cứ điểm bê tông của trung đội, đâu là chiến hào bê tông dưới lòng đất. Cuối cùng thì kho kiên cố để chứa đạn dược ở đâu?" Nói nghiêm túc, Avdiivka thất thủ làm vỡ toang hệ thống phòng ngự của Ukraine. Nga bằng nguồn lực dồi dào, lo xa, đã thiết lập trận đồ Surovikin trong hơn 8 tháng trời. Còn với Kiev, quân đội của họ rút lui đang bị Nga truy kích, lại thiếu tiền, thì khó có thể dựng được tuyến phòng ngự vững chắc như đối phương từng làm. Cuộc rút lui của Ukraine sẽ dừng lại ở đâu và liệu nó có dừng lại không? Nhiều người tin rằng, chậm nhất là đến mùa thu năm 2024, Kiev có thể sẽ ký hiệp ước hòa bình theo điều kiện của Nga. Đương nhiên, giới quân sự chính trị phương Tây cũng đang cố gắng dự đoán hướng đi và triển vọng của Nga trong tương lai gần. Do đó, các cuộc thảo luận đã bắt đầu ở NATO về chủ đề. Trên thực tế, trong hoàn cảnh chiến đấu rất đáng buồn đối với Ukraine và NATO, chúng ta có thể ngăn chặn ông Putin hay không? Có vẻ như đến lúc này, NATO mới tin rằng đề xuất bảo đảm an ninh của Nga cho Mỹ, NATO tháng 12 năm 2021 đã bị phớt lờ chẳng phải là chuyện đùa. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, Ukraine thua là NATO thua, và châu Âu cũng vậy. Thế nhưng, có lẽ trụ sở NATO ở Bruxelles đang thực sự vẽ ra những ranh giới trên bản đồ và có thể phải đưa quân đội của châu Âu vào vùng xung đột. Nếu không, dự án Ukraine chống Nga đứng trước nguy cơ thất bại.
thế trận địa chính trị, quân sự của NATO tại Ukraine như thế trận quân sự của chính Ukraine là phải rút lui về những vị trí trọng yếu để phòng ngự. Mơ ước đẩy quân Nga về biên giới năm 1991 ngày càng xa tầm tay. Lựa chọn giữa tồi tệ và rất tồi tệ, NATO tất nhiên chọn tồi tệ. Vì vậy, ranh giới cuối cùng của NATO tại Ukraine chính là thành phố cảng Odessa. Ukraine phải giữ Odessa bằng mọi giá. Đó là bởi Ukraine không có Odessa thì họ gần như mất hết khả năng đấu tranh với Nga, điều mà NATO cần. Ngược lại, có Odessa thì Ukraine còn tồn tại động mạch chủ về kinh tế. Có Odessa thì còn đe dọa được hạm đội Biển Đen của Nga, đe dọa cầu Crimea và do đó đe dọa bán đảo Crimea. Những điều này góp phần làm cho Nga suy yếu. Như vậy, Odessa theo quan điểm địa chính trị của phương Tây là có tầm quan trọng chiến lược giống như một quốc gia. Vì vậy, với khả năng cao, chính Odessa là nơi mà những người đứng đầu nóng nhất NATO sẽ bảo vệ đến cơ hội cuối cùng có thể. Nếu cần thiết, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của binh sĩ và sĩ quan của họ nếu như Nga tấn công thành phố cảng này. Với mục tiêu và quyết tâm chiến lược được vạch ra như vậy, thì điều đầu tiên là phải làm gì để cơ động lực lượng nhanh đến khu vực tác chiến Odessa. Đó là phát triển những tuyến đường bộ, đường sắt, cầu cống, chuẩn NATO để phục vụ cho sự cơ động lực lượng, bộ binh, xe cơ giới, các điểm hậu cần từ các khu vực thuộc các quốc gia thành viên NATO như Romania, Bulgaria gần như tập trung vào đầu mối Odessa. Ví dụ, các đơn vị Mỹ trở về Đức sau cuộc tập trận ở Georgia phải đưa xe tăng, pháo tự hành, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh từ địa điểm diễn tập bằng đường biển và đường sắt về nơi đồn trú của họ trong 4 tháng thay vì 2 tuần như dự kiến. Hoặc cầu đường có tải trọng yếu so với yêu cầu của xe tăng NATO hay đường ray xe lửa chưa được thiết kế để phục vụ các đoàn xe chở thiết bị quân sự hạng nặng cồng kềnh không thể băng qua Ukraine từ Ba Lan mà không thay mâm bánh ở biên giới. Chiến lược hội nhập EU của hệ thống đường sắt Ukraine và Moldova đã được xuất bản vào tháng 7 năm 2023 do Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Đầu tư châu Âu ủy quyền. Theo kế hoạch đề xuất, ở giai đoạn đầu, các tuyến đường sắt ở Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania thông qua Moldova sẽ được hợp nhất càng sớm càng tốt thành một mạng lưới duy nhất các ga đường sắt Odessa của Ukraine. Người ta có thể đặt câu hỏi, tại sao Odessa và Odessa lại có mặt ở khắp mọi nơi trong các kế hoạch này? Tại sao NATO không thể mở rộng tuyến đường mới thẳng tới Kiev hay đến Chitomir và Poltava? Rất có thể, chủ đầu tư thiếu thời gian và tiền bạc cho việc này. Nhưng với Odessa thì phải ưu tiên bằng được. Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? NATO sẽ có những bước đi nào khiến Thủ tướng Slovakia Fico gần đây phải lo lắng? Nga được cho là đang để mắt tới Odessa. Các đơn vị bộ lạc hỗn hợp và các sư đoàn của Liên minh phương Tây dường như sẽ tiến tới thành phố cảng này với mệnh lệnh không được lùi bước, không đầu hàng Odessa cho người Nga trong mọi trường hợp. Alexei Goncharenko, một nghị sĩ cấp cao của Ukraine và là quan chức đại diện cho thành phố Odessa trong Quốc hội Ukraine, ngày 20 tháng 3 cho biết, Pháp đang xem xét việc triển khai lực lượng quân sự tới các khu vực của Ukraine, giáp biên giới Belarus và các cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra hiệu quả. Theo nghị sĩ Ukraine, các nguồn tin thân cận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nhà lãnh đạo Pháp rất quyết tâm đưa quân tới Ukraine, nhưng số lượng binh sĩ vẫn đang được thảo luận. Những thông tin mới nhất xoay quanh việc NATO có điều quân sang Ukraine hay không sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!